Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Xót xa tiễn đưa vợ chồng giám đốc doanh nghiệp bị đầu độc ở Thái Lan. Liên quan đến vụ đầu độc tại Thái Lan, sáng 24 tháng 7, gia đình đã tổ chức an táng cho ông Phạm Hồng Thanh, 51 tuổi và bà Nguyễn Thị Phượng, 47 tuổi, vợ ông Thanh. Linh cữu vợ chồng ông Thanh được đưa đi an táng tại Long Thành, Đồng Nai. Người nhà cho biết ông Thanh là giám đốc công ty TNP, còn bà Phượng là kế toán công ty. Vợ chồng ông Thanh có 3 con, 2 gái, 1 trai, 2 con đầu đang học đại học, con gái út đang học lớp 12. Bà Phượng có mối quan hệ họ hàng với chồng bà Nguyễn Thị Phương Lan, ngụ thành phố Đà Nẵng, từ đó biết bà Serin Trong, 56 tuổi, người Mỹ gốc Việt. Bà Serin Trong giới thiệu mình là vợ tỷ phú và thông qua vợ chồng bà Phương Lan, vợ chồng ông Thanh đã cho bà Serin Trong mượn số tiền khoảng 7 tỷ đồng. Đầu tháng 7 năm 2024, vợ chồng anh Thanh nói với người thân trong gia đình là bà Serin Trong hẹn sang Thái Lan gặp một vị sư để làm lễ cầu phúc, cầu an và may mắn. Từ đó, vợ chồng anh Thanh cùng chị Phương Lan bay sang Thái gặp bà Serin Trong. Nói thật, lúc đi chỉ nghĩ là đi làm lễ cầu may mắn thì vợ chồng anh Thanh mới đi. Chứ anh Thanh làm doanh nghiệp xây dựng công việc bộn bề, không có thời gian đi đâu cả. Ông Phạm Thanh Long, 50 tuổi, em trai ông Thanh, nghẹn ngào kể. Về số tiền 7 tỷ đồng, người nhà xác nhận là vợ chồng ông Thanh có đòi bà Serin Trong tuy nhiên cũng không quá gay gắt như truyền thông đưa tin. Về công việc làm ăn, đầu tư thì vợ chồng anh Thanh cũng không chia sẻ nhiều. Chúng tôi chỉ biết là bà Serin Trong thường xuất hiện với bề ngoài giàu có. Em gái chị Phượng có gặp bà ấy một lần ở Việt Nam, ngoài ra gia đình cũng không thân thiết với bà này, ông Long nói thêm. Khi nhận được hung tin, ông Long cùng con trai lớn ông Thanh và hai người thân tức tốc bay sang Thái Lan để tìm hiểu thông tin. Tại Thái, gia đình ông Long được cảnh sát Thái Lan và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ về mặt pháp lý, giấy tờ. Sau khi làm các thủ tục pháp y phục vụ công tác điều tra, ngày 21 tháng 7, thi hài vợ chồng ông Thanh được đưa về Việt Nam. Em trai ông Phạm Hồng Thanh chia sẻ thêm, sự ra đi quá đột ngột của anh chị là nỗi đau. Nỗi mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình chúng tôi, đặc biệt là các con anh Thanh, chúng chưa trưởng thành nhưng đã mất cả cha lẫn mẹ. Hiện tại gia đình sẽ tiếp quản, điều hành công ty và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những việc, dự án còn dang dở mà công ty đang thực hiện ở Phú Yên. Trước đó, cảnh sát Thái Lan hôm 17 tháng 7 cho biết đã xác định nghi phạm vụ đầu độc làm 6 người, gồm 4 người Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt, thiệt mạng tại khách sạn Grand Hyatt Irawan ở trung tâm thủ đô Bangkok. Quý vị và các bạn đang theo dõi điểm tin nhanh ngày 24 tháng 7. Sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Công an tỉnh Đồng Nai vừa công bố số điện thoại đường dây nóng của Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh, nhằm tiếp nhận tin phản ánh về những hiện tượng tiêu cực và tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an trong tỉnh. Theo đó, người dân có thể phản ánh qua đường dây nóng bằng gọi điện hoặc nhắn tin qua những kênh sau. Đường dây nóng Công an tỉnh Đồng Nai 099-339-1112, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh 099-338-3399, Tránh Thanh tra Công an tỉnh 099-339-3737. Đây là một biện pháp thiết thực nhằm tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt hơn cho nhân dân. Công an Đồng Nai mong muốn nhận được sự hợp tác của người dân trong việc kịp thời phản ánh các vấn đề liên quan đến hoạt động của lực lượng công an. Mọi thông tin sẽ được tiếp nhận và xử lý một cách nghiêm túc, khách quan, đúng quy định. Trước đó, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2024, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị Thanh tra Công an tỉnh tiếp nhận đầy đủ thông tin mà công dân cung cấp có liên quan và thuộc thẩm quyền giải quyết, xử lý của lực lượng Công an tỉnh để tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phân loại, xử lý đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định. Cục Quản lý Thị trường Tuyên Quang vừa phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 29F06005 đi theo hướng Hà Giang Tuyên Quang, vận chuyển 81 con lợn thịt tổng trọng lượng 7,2 tấn, có dấu hiệu nhiễm bệnh. Chủ số hàng trên là ông Nguyễn Văn Tuân, địa chỉ tại thôn 9, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến hàng hóa, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật của cơ quan chuyên môn. Nhiều con đã chết trên đường vận chuyển. Chủ phương tiện khai nhận nguồn hàng được thu mua tại Hà Giang và mang về Hà Nội tiêu thụ. Tổ công tác đã báo cáo phòng cảnh sát giao thông phối hợp với công an huyện Hàm Yên, cục quản lý thị trường, chi cục chăn nuôi, thú y và thủy sản lấy mẫu hàng hóa gửi trung tâm chẩn đoán thú y trung ương phân tích. Kết quả 3/3 mẫu dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Số lợn trên đã đem đi tiêu hủy theo đúng quy định.
24 trường công lập chất lượng cao ở Hà Nội tự chủ tài chính, dự kiến thu học phí từ 300.000 đồng đến 6,57 triệu đồng một tháng, dựa vào mức trần và điều kiện thực tế, các trường xây dựng và đề xuất mức học phí. Theo đó, mức thu thấp nhất ở khối 11-12 chuyên của trường Trung học Phổ thông chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 300.000 đồng một tháng. Học phí lớp 10 và hệ không chuyên của trường này từ 2,8 đến 3,18 triệu. Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú, Đống Đa dự kiến thu 6,57 triệu, không phân biệt khối lớp. Hệ Cambridge của hai trường tiểu học Nam Từ Liêm, Đô thị Sài Đồng là 5,9 triệu. Hà Nội hiện có 23 trường chất lượng cao, gồm 17 trường công lập, còn lại tư thục. Các trường tự chủ tài chính ở địa bàn thành phố được thu gấp đôi mức trần học phí theo, tức từ 600.000 đồng đến 1,3 triệu đồng một tháng. Nếu đạt kiểm định chất lượng, các trường được tự xác định học phí. Học phí với trường công lập bình thường ở Hà Nội là từ 19.000 đến 217.000 đồng, duy trì từ năm 2021-2022 đến nay. Thành phố chưa ban hành dự thảo học phí năm học tới. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trong 2 ngày 22 và 23 tháng 7, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, mưa to như chút nước suốt đêm đã khiến thành phố này ngập trong biển nước. Hiện chính quyền và các lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, dân quân đang tích cực hỗ trợ người dân sơ tán người, tài sản ra khỏi các khu vực ngập lụt. Nhiều khu vực tuyến đường bị ngập sâu trong nước như đường Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Giảng Lắc có đoạn ngập sâu từ 70cm đến 1m. Nhiều nhà dân, trụ sở cơ quan nằm trên các tuyến đường này bị nước tràn vào nhà, ngập sâu làm hư hỏng tài sản đồ đạc. Đến khoảng 7 giờ sáng, trên địa bàn thành phố Sơn La vẫn đang tiếp tục có mưa to. Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La đã chỉ đạo các ủy ban nhân dân, các phường, xã, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di rời tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời thống kê, rà soát thiệt hại hỗ trợ người dân. Liên quan đến ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia cũng liên tục phát đi các thông báo cảnh báo về lũ và sạt lở đất. Trên quốc lộ 6, nhiều điểm sạt lở ta luy dương, sa bồi mặt đường, cống rãnh tại hơn 130 vị trí với khối lượng đất đá sạt lở gần 10.000 mét khối. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2024, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ năm 2021-2026 đối với bà Nguyễn Hương Giang. Trước đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ năm 2021-2026 đối với bà Nguyễn Hương Giang, theo ý kiến của Ban Bí thư tại công văn số 10370 ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Văn phòng Trung ương Đảng và kết luận số 1114 ngày 5 tháng 7 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Bà Nguyễn Hương Giang, 55 tuổi, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh từ tháng 11 năm 2019. Bà Nguyễn Hương Giang từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo như Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Gia Bình, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Thời gian qua, mặc dù cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, chôn đóng bảo hiểm xã hội, thế nhưng vấn đề nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội vẫn diễn ra phổ biến và chưa có dấu hiệu giảm, gây thiệt thòi khó khăn cho người lao động. Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng này vẫn gia tăng đó là chế tài xử phạt còn nhẹ. Để ngăn tình trạng chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội, ngày 29 tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, bổ sung nhiều biện pháp chế tài xử lý tình trạng này. Theo đó, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2024 quy định, sau thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chậm nhất mà không đóng, thì người sử dụng lao động, ngoài việc phải đóng đủ số tiền trốn đóng và bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền bằng 0,03% một ngày tính trên số tiền trốn đóng. Do đó, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội càng nhiều thì số tiền xử phạt càng cao. Cơ quan có thẩm quyền quyết định ngừng sử dụng hóa đơn đối với người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên. Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh quy định về xử lý hành chính, cần nâng cấp xử lý theo hướng truy cứu, trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.